Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ điều khiển cửa lùa rèm cửa RF315 sử dụng điện áp 12VDC để điều khiển động cơ relay 12V, mạch điều khiển thông qua nút nhấn vật lý ngay trên PCB hay có thể kéo nút nhấn ra ngoài, sử dụng tay phát RF để có thể điều khiển từ xa, chức năng tự chuyển nguồn khi mất điện cùng với các led báo hiển thị trực quan. Để thực hiện sản phẩm, chúng ta cần có 1. Mạch điều khiển chính. 2. Modul thu RF315M4 cùng với tay phát 2 kênh trở lên. 3. Hai nút nhấn và hai công tắc hành trình được nối với dây 2P cho việc kết nối dễ dàng hơn. Cuối cùng là động cơ cửa lùa rèm cửa. Ở đây mình sử dụng động cơ giảm tốc DS400. Trên bo mạch các bạn có thể thấy sử dụng IC N298 giúp mạch chịu dòng tải động cơ lên đến 3A. Nếu như bạn sử dụng động cơ 24V thì đơn giản chỉ cần thay thế relay 12V sang con relay 24V và cấp nguồn 24V là mạch hoàn toàn có thể hoạt động tốt với động cơ 24V. Các bạn có thể tham khảo hình ảnh kết nối minh họa. Sau đây mình sẽ kết nối và chạy thử. Nối nút nhấn thứ nhất tại header 1 thì công tắc hành trình của nó phải nối với header 4. Tương tự, nút nhấn thứ hai nối với header thứ hai thì công tắc hành trình của nó phải nối với header thứ ba. Đừng nối nhầm vị trí nhé. Vậy là chỉ cần nối với động cơ, cắm nguồn là chạy được rồi. Chúng ta sẽ cắm nguồn và thử với tay phát RF đầu tiên. Hoàn toàn sử dụng được cả với tay phát 2 kênh các bạn nhé. Led báo động cơ đang quay theo chiều nào. Tiếp theo là điều khiển qua nút nhấn. Khi động cơ đang quay mà ta chạm công tắc hành trình thì động cơ sẽ dừng lại và có còi báo. Tương tự với nút nhấn công tắc còn lại. Với kết hợp tay phát và công tắc hành trình cũng như vậy. Trên bo mạch cũng thiết kế sẵn hai nút nhấn để bạn có thể test mạch dễ dàng hơn khi mua nhé. Cuối cùng mình sẽ cho mọi người thấy chức năng tự chuyển nguồn của mạch như mình đã nói ở phía trên. Đây là vị trí kết nối với pin ắc quy dự phòng. Và rắc DC này là vị trí kết nối với nguồn điện chạy trong nhà chúng ta. Khi có điện, mạch dùng nguồn điện sẵn để hoạt động. Các bạn có thể thấy dòng đang là 0A, chứng tỏ nguồn pin ắc quy chưa được sử dụng. Xảy ra sự cố mất điện, lập tức nguồn pin ắc quy dự phòng sẽ nuôi mạch. Các bạn có thể thấy dòng hiện tại đang là 0,03A và động cơ vẫn hoạt động ổn định. Khi có điện trở lại, dòng ắc quy pin sẽ tự ngắt. Mạch quay về dùng nguồn điện từ nhà.
Hy vọng qua video trên các bạn đã phần nào hiểu hơn về sản phẩm. Đừng quên like, share, ủng hộ nhóm cho các sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.